Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một khu vườn của một chị bạn người Việt ở Pháp nha các bạn. Trời ơi, chị này là chuyên gia trồng bầu bí, khổ qua, cà chua, ớt, các loại, đủ các loại. Cái vườn của chị đã ơi là đã luôn á. Bây giờ mời các bạn nhìn thêm nữa, phía sau lưng mình là cái gì đây nè. Trời ơi, các bạn nhìn thấy không, mấy cái trái bầu. Cái này là bầu rắn, là nó giống y như con rắn luôn. À, đây là cái này cũng là bí hay cái gì gì nè, bí bầu gì đây nè đó. Cái này bí đao Việt Nam, bí đao Việt Nam. Còn cái này là cái bí gì tròn tròn, đủ các loại hết trơn á, cái gì cũng có nè đó. Vườn đã lắm các bạn ơi, nhiều trái quá trời luôn á. Bây giờ đã là cuối tháng 8 của Paris nha các bạn. Nhiệt độ hiện tại năm nay thì mùa hè nó nắng nhiều lắm. Hiện tại là 27-28 độ nắng, cho nên là cây cối năm nay là được mùa dữ lắm nè. Thì mình là rất là mê vườn tược, cho nên hôm nay mình được chị ấy mời tới để mà khoe cái vườn quá đẹp các bạn ơi. Nè các bạn nhìn thấy bầu nè, trong này nè, trái bầu nè, nó to, nó dài dữ lắm nè. Đây đã không, đây bầu ở đây nữa nè. Trời ơi, cái trái bầu này sao nó dài dữ vậy, bầu này bầu gì? Trời ơi, dài 2 mét luôn, để làm giống. Đây là trái trái bầu sao nè, phải không? Bầu sao nè, bầu sao không? Vừa rồi thấy mấy cặp đẹp lắm mà, cắt hết trơn, còn bây giờ còn có chút xíu nè. Rồi, mình giới thiệu sơ sơ cái vườn của chị. Bây giờ giới thiệu tới mặt của người đẹp chủ nhân nha. Người đẹp. Đây là chị Kim Anh nha, Kim Anh gì, Somas. Đây. Người ta biết rồi. Mặt này mặt móc thì cái này người ta biết mà có nhiều người chưa biết các bạn ơi. Nếu mà các bạn nào á mà ở Paris hoặc là ở các vùng lân cận hoặc là có ship đi tỉnh không chị? Không, cây yếu quá thì con sao mình ship được. Khó ship hả? Khó ship. Các bạn nào mà ở Paris hoặc là các vùng lân cận nha, nhà chị là ở Vers-sur-Marne. À, vùng 77 thì mọi năm á, là chỉ hay bán cây giống vào tháng 4 nha các bạn, đủ các loại ớt nè, rồi nói chung là những cây giống Việt Nam. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu trồng trọt ở nhà mình mà không có hạt giống hoặc là không có muốn gieo hạt á, tại vì thường thường khi mà mình gieo hạt ở bên này, thời tiết của Paris nó hơi lạnh, mùa xuân á, phải tới tháng cuối tháng 4 đầu tháng 5 mình mới gieo được. Còn chị nhiều khi chị có chỗ chị gieo trước thì cây nó lớn, nó khỏe hơn. Thì các bạn mua cây con về chỉ cần cho xuống đất thôi là trồng là nó nhàn hơn. Còn mình tự gieo hạt, mình tự gieo từ hạt giống thì mình mất công hơn đó, với lại tốn chỗ lắm, tốn diện tích lắm. Rồi bây giờ đây chủ nhân nè, các bạn nào mà muốn mua cây giống thì cứ tháng 4 năm sau nha. À, tới gặp chị là mua nha, chị vừa mua vừa bán vừa cho vừa khuyến mãi. Rồi mình sẽ để cái contact của chị ở phía dưới video, thì bạn nào cần contact thì các bạn cứ vào đó để xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn đi tham quan khu vườn của chị nha. Đó, ngoài bầu bí nè, bây giờ mình đi qua bên chỗ này. Su su thì nó chưa ra nhiều cho nên mình sẽ đi quay cái khổ qua ha. Khổ qua đây các bạn. Khổ qua còn bên đây nữa kìa. Đây là cái vàng khổ qua với su su của chị mà thu hoạch nhiều đợt rồi, cho nên bây giờ nó cũng còn lai rai thôi mà nó đang ra hoa với lại trái non nè. Nó đang ra mấy cái trái non thì chút nữa nè, mình sẽ thu hoạch một ít còn gì thu hoạch cái đó. Đây su su nè. Su su nè, còn hả? Trời ơi. Nói chung su su là mùa su su thì phải là tháng 10 hả chị ha? Tháng bữa tháng 7 thì là thứ nhất rồi. À. Đây cái chỗ này là khổ qua cũng còn được lai rai. Cái này là thu hoạch cũng nhiều lắm rồi cho nên là nó ra chưa kịp cho mình ăn đây. Giờ còn nhiều trái non, với lại khổ qua thường thường là nó sống tới được khoảng giữa tháng 10, tháng 11 mới hết nha các bạn ơi. Đó, vẫn còn ngon lành cành đào ha. Thấy không? Bỏ quá trời đủ. Cây tàn là khoảng tháng 11 là cây mới tàn, cho nên là giờ mới có tháng 9 thì cũng chưa xong.
Chưa sao. Ồ, ở đây có một gốc quê hương rất là xinh nè. Đây, hôm nay mình chắc cũng làm sao để mình xin được cái cây chuối nhỏ nhỏ. Trời ơi, còn đây là chuyên gia trồng ớt các bạn ơi, 36 loại ớt đây nè, phải không chị? Wow, cái này là ớt Mỹ nè, ớt Mỹ lá lông. Nó đổi màu, hình như nó ba màu hả chị hả? Nó đen rồi nó xanh hả? Xanh trước rồi. À nó xanh trước xong nó chín vừa là nó đen nè, từ xanh đen xong rồi tới đỏ, đẹp chưa? Cái cây đẹp ha, cây ớt đẹp quá. Ớt Lào là trời ơi, muôn vàng. Bây giờ mấy cây ớt này có bán không chị ơi? Lỡ có ai thích cây ớt người ta mua luôn cây á. Trời ơi, nhà chị ớt nhiều lắm, mấy trăm cây ớt luôn nha các bạn ơi. Bạn nào mà muốn mua ớt mà cay, tại vì chị biết sao không, có nhiều bạn hỏi em là có bán ớt không? Không, ý là coi video của em rồi hỏi có bán không, mà em trồng chị đủ ăn mà em đâu có. Cho nên là mấy bạn, nhiều khi mấy bạn có nhu cầu mua đó, thì các bạn cứ liên hệ với chị Oanh để mà mua cây ớt nha. Cây ớt của chị là nó sai trái lắm nè, mình cứ mua về mình để trong nhà mình ăn dần dần, rồi nếu mà nó sống thì tới năm sau, còn nó không sống được thì thôi cũng coi như là đúng mua là, cây năm thứ nhì là cây đẹp lắm đó. Mua cây ớt để ăn thôi nè. Đó, trời ơi, cái cây ớt này tôi mê quá đây nè. Cây ớt Lào hả? Quá trời ớt Lào luôn. Ớt Lào nè, mà ớt Lào này là nó ngon lắm nha các bạn. Vừa chín, nó chín là nó cay khủng khiếp, mà nó thơm nó giòn đó. Trời ơi, cái đám ớt Lào này coi ớt. Trời ơi, cái này là nó giống như một cái rừng ớt luôn đây chứ. Các tín đồ yêu ớt là giống em nè. Em trồng cũng em là em ghiền ớt lắm nha, em ăn ớt dữ lắm. Ông xã em ông cũng ăn ớt ghê hồn luôn. Cây này hái hết một vòng rồi nha, bây giờ nó lên lần thứ nhì nè. Trời ơi, mê quá cái vàng ớt chị ơi. Rồi đây. Là bông đực nhiều khiếp không? Là cái này là đã thu hoạch một đợt đó, rồi đúng không? Bây giờ nó ra thu nữa nè. Hết một đợt luôn rồi. Ớt này á mà mình thấy bởi vì mình thấy càng nắng á. Càng nắng là càng hái, càng nắng là nó càng ra bông. Thấy bông. Cái này là một gốc thôi nha các bạn, không phải là nhiều cây đâu nha. Đó. Có cái bông của nó nè, khiếp không? Thiệt đúng là nó chịu nắng. Nó chịu nắng lắm, cái này mà nắng nóng là nó thích dữ lắm. Đó, hoa rũ rượi luôn, trái đầy cây luôn cái này, trời ơi. Một cây vậy ăn còn không hết nữa đó. Ôi trời ơi, cái cây ớt này đã chưa? Chút xíu nữa chắc phải xin vài trái. Thấy ớt là ghiền. Rồi bây giờ mình đi ớt lồng đèn thấy không? Cái này gieo trễ nha, giờ mới ra. Để mình vô mình coi mấy cái cây ớt lồng đèn trong đẹp nè chị. Ớt này là ớt hơn gì? Đây trời ơi, góc vườn này đứng sống ảo cũng được nè ha, đẹp chưa? Mát chút nè, nằm giống. Đó. Trời ơi, ở đây có con rắn đâu, nó lù lù nó lòi ra sợ không? Trời, giống con rắn thiệt luôn á. Đang thấy không? Mình có mấy chỗ nắng chỗ nào, nghe mát chỗ nào mình dời chỗ đó. Đó, đây kia với nè, cái bụi này cũng được nồi canh chua rồi đấy chứ ha. Đó, nói chung là bầu rắn rồng rắn này cũng quá trời luôn, bầu đã quá. Cái vườn này đúng là chỉ muốn ở nhà chị ngắm vườn chứ chị không thích đi đâu chơi hết trơn á. Đó nè, ớt các loại. Rồi bây giờ mình vô đây. Còn nói chung là ớt tùm lum luôn á, nguyên một gần 200 nước luôn. 200 hả? Ăn thử coi ngọt chứ đường. 200 hả chị? 200 cây luôn hả? Bớt rồi. Cà chua nha các bạn ơi. Ngọt không? Ngọt quá. Ồ, ngọt mà thơm ghê. Trời, ớt này ớt ăn phở nè, cái này phải không? Hình như nó lai giống. Hai cây này không lai nè, hai cây này, cây đó cũng mix trăm, hai cây này là ngon lắm đó. Cái này ớt ăn phở hả? Ăn phở. Cái này ớt của chị Trâm nó lai giống bác sĩ. Cho nên là cái trái nó to khổng lồ luôn, dễ sợ không? Để xíu nữa ăn coi nó có ngon không. Còn đây là ớt cà chua nha. Các tình yêu ơi, chắc xíu nữa mình xin trái về để làm giống á. Bạn nào mà thích những cái giống ớt này thì cứ comment ở bên dưới video nha. Mình sẽ tặng hạt giống cho các bạn. Ồ, cà chua ngọt quá. Đây là cây ớt Quảng Nam nè, rất ngon nha. Ớt Quảng Nam ngon lắm luôn. Ớt à, rũ rượi luôn. Ngọt đấy ha.
cà chua mà màu xanh ngổ không? Ồ, cái màu xanh ngon quá chị. Nó ngon mà cái gu nó lạ ghê, nó giống như trái cây luôn á. Ông Vi à, ở nhà chị. Ông Vi. Ông tên là ông Vi. Ông Vi hả? Ừ, ông Vi. Ăn Vi hả? Ừ. Ông Vi là mong muốn á hả? O N V I R S. À. Ồ, cái giống này ngọt ghê á. Ngon hả? Ờ, ngon lắm luôn á. Thế nhìn cà chua của nhà chị đẹp không? Thái nhiều lắm rồi đó. Có chị để cái vàng nè. Đẹp quá. Chụp cái tấm hình lại để chị đứng vô ở giữa hai cái cây cà chua vô em chụp đi, tấm mình chị. Chụp cho. Không. Chủ nhà đi vô em chụp em làm hình nền chứ sao. Cười tươi nha. Rồi. Thấy ai đầu ớt hiểm không? Ớt hiểm Việt Nam á, giống sinh từ bên Việt Nam á. Cái chị đó, cà chua ngon quá. À. Chị đem nguyên cây ớt qua đây, chị cho mà ăn thử mà thấy ngon quá. Trái mua dèo đó. Ốc cà chua ngọt như đường luôn á. Ngọt ghê á, ngon ha. Đó, các bạn chùm tự dưới lên. Cái ID mà trồng cà chua thả vàng như vậy nhìn nó cũng đã ha. Chùm nè. Cái này ngọt không chị? Giống cà chua to này nè. Thấy cũng mấy được, cà chua nhỏ này không? Ngọt ghê nha. Cà chua xanh nó ngon nghe, cái gu nó thơm, ngọt mà thơm. Thấy cà chua xưa hai cái loại ngon nhất là vàng với xanh. Cái này là ớt gì nè? Thấy lạ lạ chưa nè? Ớt chim ỉa đó. Ồ, ớt chim ỉa hả? Ồ, cái trái nó kia nó vui chưa? Trái nó nhỏ xíu ha. Mà cái cây rủ rượi là ăn từ màu đen cũng ngon lắm. Trời ơi, là trái không là trái, cái cây này đã ghê chứ. Mỗi tay một trái nhỏ xíu xiu xiu luôn á. Mà chắc cây dữ lắm hả chị? Cây ăn màu đen ngon lắm á. À bốn, xíu cho em vài trái em ăn thử rồi. Ăn màu đen ngon. Xíu nữa thấy lựa có trái nào màu đen là hái. Màu đỏ cũng ngon mà trái mình ăn. Mà cái công nhận cái cây này chắc cả ngàn trái á ta ơi, hả? Ê, nó còn bông nhiều lắm mà, Lan. Tụi mốt nó còn ra nữa. Thì em thấy nguyên cả cây đó, ăn sầu hết một cây đó thôi ăn ná thở. Đây, ớt chùm nè, chỉ thiên chùm nè. Chỉ thiên chùm. Cái này ớt lemon nè. Lemon đó. Nhà mình cũng có một cây nhưng mà nó lại cái hình giọt nước, còn cái này thì nó hơi xuống dài dài. Đúng rồi, hai giống dạng khác nhau. Cái này là ice lemon. Ôi trời ơi, còn các bạn ơi, cái cây này nè, cây sung nè. Trái quá trời trái, cây sung đã chưa? Xíu nữa mình thu hoạch sung nha. Mình coi có, ô có cái trái nãng to rồi nè chị. Chín rồi nè, ăn được rồi nè, chắc nè hả? Cầm cho. Chị cầm cho. Trái to cầm này, trái to này hái được chưa? Cái này hái bỏ vô. Hả? Mà cũng cao quá sao hái. Cái này nè được chưa? Rồi cái nào nó mềm mềm. Khoan, có cái cây mà có cái móc nè. Ê, xì xì, cái này mềm rồi, mềm rồi. Hiềm cái nào mềm thì hái đi. Đây nè, nó có cái móc, ông hàng xóm ông cho nè, đỏ kéo xuống, hái. Được rồi, em rờ, em thấy cái nào mềm mềm là em lấy nè, đó, nó có mềm mềm rồi. Phải mềm nhiều nó mới ngon. Ồ, cái này nó nứt luôn rồi nè. Có cái cào cần mà móc không? Móc kéo xuống không? Không, không, không cần đâu, để đứng mấy cái chỗ mà. Nè, đâu rồi, đưa cái điện thoại vô đây nè, nhìn nè. Quay đây nè, quay đây. Có thấy chưa? Thấy chưa? Được một rủ rồi, bây giờ hái tiếp nha. Dạ. Ồ, cái cây sung đã quá đây nè chị. Trời ơi, nó chín. Nó có quay được không đây nè? À, không, không. Đây, đây. Ê, trời ơi. Không, cái này nó chưa có mềm lắm. Ừ, đẹp quá không? Rồi thôi đi, rồi khoan, 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 còn nè, còn nè. Đâu, đâu? Con thấy mấy trái nào bự đâu đây nè. Lúc nãy cái trái kia em thấy nó bự quá trời mà nó hơi cao. Trái này mềm không? Trái này. À, trái này. Ơ, xin, trái này mềm rồi nè. Wow, các bạn ơi, cắn thử nha. Ăn thử miếng tại chỗ luôn nha. Mấy trái mềm á. Đây, mềm, mềm. Cái này chưa rửa đồ gì hết trơn. Nhưng mà ở nhà mô bẻ mô ăn không à, mô đâu có rửa đâu. Ngọt lắm, ngọt lắm.
Đã chưa? Ngon lắm luôn á. Mấy ngày nay mà thấy cũng nhiều lắm đó. Cái này nó ngộ lắm Lan. Phải mỗi ngày mình mỗi canh mỗi hái. Chứ mà muốn hái một lần nhiều mấy chục ký thì không có đủ đâu. Hay là nó chín mỗi ngày mà. Mỗi ngày, cái loại này là cứ mỗi ngày ra rỉ. Sáng mà ra mua tước cây là mà cứ hái mà ăn đứng tại chỗ à. Vài ba trái, vài ba trái gì đó. Nè cái trái này đẹp quá, làm sao bây giờ? Trời em rất là ghiền mấy cái cây ăn trái chị ơi. Em ghiền lắm rồi, mấy cái cây này nãy. Cái cảm giác ra vườn hái cây ăn á. Nè. Đâu? Móc nó xuống, có đồ nghề móc đó. Đâu rồi? Mới thấy cái trái bên nó đâu này, rồi? Bên này. Mới thấy trái nãy đẹp lắm nè. Bên này nè, phải không? Đây nè. Chưa, từ từ, không phải. Không phải, mà thấy cái nhánh rồi sao? Sao hả? Thường là đó, ông thằng sớm, ông phụ mà. Đây. thấy rồi. Mề cao quá, không có lấy được đưa cái này đây. Hai chị em vừa chụp là không được rồi đó. Ồ, cái trái này to ha, to nè, ngon vậy nè. Cái ông sớm thì hiểu không chị? chưa. Nè cắm này đi em làm cho. Cắm này đi em làm cho. Hả Tòng? Cần tới rồi nè. Cần tới rồi mà chưa tới. Nó đầy. Đó đúng rồi, coi chừng dập nát em. Coi chừng tan nát đời em sung nha. Wow, cái cây rủ được thái các bạn ơi. Đã quá. Chín chưa? Chưa hả? Dành vậy chứ chưa. Ờ, nhìn nó mướt mượt vậy nhưng mà nó chưa chín ha. Trời ơi, trên kia kìa chị, đó cái trái đó em nghĩ chắc là nó chín rồi đó. Trời mà nó cao quá làm sao lấy. Giật cho nó sủi ăn hàng sớm đi. Ôi trời. Thôi không được thôi. Wow, cái này là coi như ăn nguyên cả mùa không hết đây chứ. Quá ôi, trời một trái này trái. Được hả? Không được. Nhiều cái trên cao đẹp. Đã quá à. Ô đây nè. Thôi được rồi, rồi cầm cái này đem lấy vô. Đây nè, nó đây nè. Mềm không? Si mềm mềm. Mềm mà cũng không có phải mềm nhũn nhưng mà nó mềm rồi đó. Thì đợi 2 ngày, để qua ngày sau rồi. Ồ, trái này được kìa. Đâu, trái nào? Tống hả? Đó. Này hả? Nguyên. Đó. Mấy trái này để qua 1-2 ngày nữa ăn là ngon lắm nè. Cái giống này của Mo đó, để 1-2 ngày á, nó không có hư. Còn có một loại nữa của ông hàng xóm, để qua 2-3 ngày cái nó kẹt măng tơi, nó dở. Cái này là nó chín mềm luôn nè, nó ngọt lắm nè. Ngọt cái chị, cái này mà làm... Ồ, trên này có... Ồ, đã ghê á. Trời ơi. Đâu đi lên cầu thang thử coi còn không? Đâu là cầu thang đâu, trên này hả? Ừ, có dòm, có trái nào đó không? Cái này hơi mềm mềm thôi, để nó đi ha. Hơi mềm mềm thôi. Cái này cũng hơi mềm mềm thôi. Đây nè. Trái này được không vậy ta? Cái này mềm rồi. Trái này được không? Ừ, mềm rồi. Cái cây này, cái giống sung này hay hả? Nó có nó ăn hoài, ngày nào cũng có vậy đó. Còn cái giống này mà nó chín, nó ngọt, nó như là nhen vậy đó. Chảy mật chị cơ. Gãy này đem coi. Đây nè. Nắng quá có thấy đường gì đâu rồi. Quay không biết con nó có hình không nữa. Nó ngược nắng là vô là không có thấy nhiều đó. Nhưng mà thôi kệ đi tại nắng quá thì phải chịu chứ. Ồ, trái kia đẹp rồi nè. Đâu đâu nè. Cái nãy hả? Cái hồng hồng á. Ở đây cái nè. Xa hơn chút. Nứt à. Luôn rồi nè. Đó. Nứt luôn rồi á. Mấy trái nứt này ngọt lắm nè. Em thấy có một trái ở đây nè. Chắc đủ thôi. Ba to còn hết. Đây nè. Rồi ngọng qua mới hái một mâm cho chị bạn mà vậy mà hôm nay cũng một mâm nữa ta. Bây giờ có nắng lên, cái thằng này có nắng lên là lẹ ơi lắm. Ơi đã chưa nè, trái này ăn dở nè, ngon quá.
Ngon thiệt, ngon. Ngọt. Ok. Rồi bây giờ mình nói, mình nâng cái này đi đã ha. Bây giờ hái gì? Tiếp tục ớt nha các tình yêu. Đó, cái này ớt Gigi nè, đó. Gigi. Các bạn có thấy không? Chưa có thấy, không có nhìn thấy rõ nè, đó. Đó, các bạn có nhìn thấy nó giống cái gì không? Gigi. Nó bị ngược nắng rồi không có thấy rõ đây. Ừ, nó đỏ lên đó, thì nhìn thấy nó mới rõ ràng hơn ha, đó. Quá trời. Đó, đây đủ các loại ớt nè. Ớt cam. Hai hàng trước cửa là Gigi. Cho nó đẹp, cho nó lạ dân chúng dòm chơi. Cái ớt sô-cô-la lúc nãy em thấy nó nằm đâu? Đằng kia kìa. À, các loại ớt. Trời, đây ớt này cũng cay nè các bạn. Ớt này là loại ớt giống như ớt nấm á. Nó đẹp lắm. Nó cũng cay mà hạt hơi nhiều. Nhưng mà đều trồng thì nó rất là đẹp nha. Bạn nào mà thích giống cây ớt này thì nhắn bên dưới thì mình gửi hạt cho. Đây là ớt lòng đèn hả chị ha? Ớt lòng đèn hay ớt gì? Ớt này gọi là ớt chuông. Ớt chuông hả? Ừ. Trời chuông. Ơi, cái ớt này đã cho nên phải kiếm cái góc này quay cho sáng. Ớt chuông này không cay dữ mà xào thịt bò được không? Chị ví dụ như người ta muốn mua một cái cây ớt mà đã có trái rủ rượi như vậy rồi, chị có bán không, giá nhiêu? Thì tùy theo ạ, tùy theo chậu nhỏ, chậu mo thừa bán chậu đen đen cỡ này nè. À. Đủ giá hết từ 10, 15 hay đủ hết tiền. Thí dụ như cái cây này là nhiều không? Cây này nó không có bán. À, cây này không bán. Hai cây này hết rồi, người ta mua hết rồi nên còn cây mình để làm giống. À, cái này là để còn có một cây thôi hả? Ừ. Cái này nhà em có hai cây rồi nè. Để bán đi. Còn để ăn nữa chứ. Giữ cây luôn rồi. Cây bà con muốn. Để tặng hạt giống cho bạn nào thích đó. Đây, đây cái ớt sô cô la này cũng đẹp lắm nè. Ớt này ha, nghe nói cay dữ lắm luôn nha chị. Apple sô cô la. Ờ, cay dữ lắm luôn á. Đó nha, các bạn nhìn thấy đẹp không? Này quay lên nhảy quá nó phỏng luôn. Nắng quá nắng ngược, nắng không có thấy đường. Đây nè. Vậy nè, mới thấy nè, hoa là. Đó, đẹp hả? Cái màu màu nè, nó chín là nó thành màu giống như màu sô cô la vậy đó. Lạ ha. Đó, ớt quá trời ớt, đủ các loại ớt các bạn. Mấy chục loại ớt luôn. Lan có được nữa không? Em có mà nó chưa chín. Cây này của em nó cũng còn xanh nè, nó chưa chín tại thiếu nắng á. Đây nó nắng cháy mùa luôn kìa. Ở đây là nắng dễ sợ, nắng công nhận. Cây này lạ nè ha. Ồ, có cái ghế nhỏ nhỏ dễ thương kìa. Ồ, cây này cũng lạ nè. Có cây lũ của mô năm ngoái á, chị bạn chị cho năm nay nó sống lại. Ồ, cháy quá thì cháy. Ồ, cái cây ớt này cũng đẹp lắm các tình yêu ơi. Wow. Nhìn cái trái đẹp chưa mà cái lá nó ngộ ha. Cái lá nó giống như cây cảnh đó. Lá nó ngả màu tím trắng luôn nè. Cái trái ớt cũng vui ghê chị. Cái cây không vậy? Cây. Cây hả? Xíu chắc mỗi loại phải xin vài trái về ăn thử quá. Wow, đẹp quá. Có cây lụ năm ngoái năm nay sống lại. Trời, trời, trời ơi, cây lụ nhỏ xíu vậy không có trái. Nhiều lắm à. Xíu xíu luôn á. Nhiều lắm à. Vậy trái nó to không chị hay nhỏ? Cái này cây kia có trái to lên nè. Đó. Ủa giờ ăn sao nó phải to lên chứ? Chắc còn 4-5 năm nó mới bự nhiều. Thì mới trồng có. Rồi, đây khổ qua bên này cũng còn. Đó, tim kìa. Ủa đang ra nữa nè. Tim tim trắng nay cắt cũng nhiều rồi. Tim trắng chưa lớn, nó vẫn còn nhỏ. Mỗi phương cũng cắt hết rồi, còn có một trái nhỏ khổ qua. Hôm bữa thấy quá trời đã luôn ha. Từ từ nó sẽ ra nữa, giờ còn nắng cái này nó còn ra tí nữa. Đây nè, trời ơi cái ớt cà chua này đẹp quá trời luôn nè. Xin chỉ một trái về làm giống nè. Các bạn nào thích hạt thì cứ comment bên dưới video, mình sẽ gửi hạt cho nha. Cái này nhiều hạt không chị? Trời, cái này ớt vẫn giống như cái cà chua đã chưa? Cay không? Cay không? Cay không?
Hoa gen hả? Cho thử con trái này của chị chăm đi, giống ớt lai. Ớt bị lai đó. Để cái này đây ha. Quay, quay. Tại vì ăn thì đỏ quá đâu không? À. Ok. Đó, mấy cái này Gigi nữa nè. Ờ, Gigi này mà nó chưa, nó chưa xong. Đó, ba cái còn ba cái Gigi. Nó chưa đỏ, Gigi nó còn non quá. Gigi này chưa được. Gigi này còn non chưa. Đồng nó cắt. Qua phải không? Để đây em bưng cho. Lát qua kia. Cái này cắt được rồi nè. Mấy trái nào mà không lớn nổi nữa đó thì cắt nó đi cho để chị. Ừ, để cho mấy cái kia nó lên. Nè nhà chị có cái vườn nho cũng đã chưa nè. Ồ nho trái quá trời luôn á. Mà cái này phải là tháng 9, tháng 10 mới chín. Ôi trời. Thấy cái chỗ này có cái trái hường hường nè. Mà chưa ăn được đâu các bạn. Còn chua. Trái gì? Hổ qua hả? Xanh xanh đỏ đỏ. Cái gì cà hả? Không, mấy cái cà xanh lúc nãy ngon quá luôn á. Chị cho vài trái ớt đỏ này nè. Ăn hay làm giống? Ăn vừa làm giống luôn. Ăn xong lấy cái hạt làm giống. Cái này chị biết sao không? Chị cắt cho chị cắt trái nào mà không có luôn cái nhánh lá đó là mình biết liền cái gì, hiểu không? Cái nào mà chị thấy nó không lớn nổi nữa thì cắt đi cho mấy cái trái nhỏ nó lên. Coi vậy chứ nó cũng lai rai ha. Lần cắt nhiều quá là ra cũng mệt xỉu. Rồi. Ớt này ớt này phải không? Cắt này cắt nó lựa cái nào có một chùm không? Cắt cho một chùm đi. Cho đẹp á. Chùm thì nó có nhiều cái nó không chín là sao? Cậy đó hả? Không chín có cây không? Xì cây ít. Đây. Ờ đó, chùm, cho một chùm nè. Cắt cái cạnh luôn á. Quá là vậy nó đẹp đúng rồi. Đó thấy lá luôn đó, đúng rồi. Cái này làm giống luôn lại là. Ừ ừ. Thôi năm sau qua chị mua cây giống chứ làm giống làm gì để ăn. Thôi. Năm sau thì chị cứ gieo đây rồi qua mua cây em trồng. Bán cho đại gia Lan rồi. Thôi con có tomat mà ngủ. Cây này tự mọc hả? Ừ. Ờ cái trái tomat đẹp quá vậy. Cây nào cũng ra hình cái bông hết từ bữa giờ. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái này tomat seri hay tomat gì? Không hiểu không? Từ bữa giờ cắt cái nào cũng bông vậy đó. Ủa ăn có bị làm sao không? Ừ, ngọt nè. À vốn. Thôi chút xíu nữa ăn thử đi. Trời ơi lạ quá vậy. Ồ cái cây tomat là kỳ không? Trái vui chưa? Bác ăn trái bầu không? Quỳ. Cho trái bầu nào đi. Bầu này chắc ăn được hả Lan? Bầu này với bầu cái này đó nó nào lớn? Trái nào cái lớn quá hả? Ờ, em thấy hai trái cũng gần gần giống nhau hả? Nó cũng ngang ngang nhau á. Trời ơi, nhìn nó giống con rắn ghê không? Bầu này ăn ngon không chị? Em chưa ăn thử bao giờ. Ngon ngon hả? Ngon lắm đó. Nè, à toàn, thương em nha. Ngược nắng rồi. Đây, hả? Đây, đây có cái rắn nữa nè. Ờ, à, đó. Đẹp chưa? Trời, cái hình giống con rắn vậy.
qua là y như con rắn luôn á. Trời, trái này ngon lắm nè. Ngon lắm á nha. Ngọt, ngọt hả? Trời ơi, ớt với đồ này ăn sao mà cho hết được trời. Trồng và cho ngắm mới cho ăn cái gì. Để nó cắt cái ớt gì bên kia nữa ta. Đây quá trời nè, nho các loại. Ủa, thu hoạch được chừng này rồi đây. Đâu còn cái tim trắng. Tim trắng nó chưa lớn mà, để cho nó lớn đi. Ngắt ít ớt này chim ỉa nè, nghe nói là ngon lắm nè các bạn. Ớt chim ỉa nè, mà thu hoạch nó cũng mệt vì nó nhỏ xíu xíu à. Nè, cái trái nè, chút xíu à. Cái này mà thu hoạch thôi cũng mỏi tay nữa đó. Trời ơi, cái cây nó rủ rượi trái luôn á, trời, đã chưa. Ui giời ơi, rớt hết. Đỏ, đỏ cũng ngon mà đen cũng ngon hả chị? Đen nó thơm hả? Đen đỏ gì ăn cũng được hết, mà đen ăn thử đen nó giòn không? Ừ. Quá trời, nó rụi rồi. Lụi tàn rồi. Tới được cho hái rau củ quả, được còn được cho ăn bánh nữa nha. Các bạn nào tới đây mua cây giống là sẽ được mời bánh nè, đó trái cây tha hồ ăn nè, uống trà cái gì cũng có. Thôi đừng quay mo nữa nè, chị đẹp vậy đây mà chị không cho quay đó. Bạn nào tới mua là sẽ được vừa cho vừa khuyến mãi vừa đó, đẹp chưa đó, đã không? Wow, thêm được bánh ăn nè, có trà uống nữa nha các tình yêu. Đây. Đó, cô chủ xinh đẹp nè, đó thấy không? Ủa, đừng có quay nữa. Cô chủ dễ thương vậy đây mà không cho quay đó, các bạn nhìn thấy có hành tráng không chứ? Kiếm một cái này chút xíu nữa. Ồ. Đẹp chưa? Chị phải ngồi xuống xíu nha chị, xíu nữa chị ngồi nha. Nè, bà ơi, các tình yêu của Lan ăn bánh. Đây các tình yêu. Các tôi được xích hồn. A Toan, các tình yêu ơi, cái này là bánh, này là cây nhà lá vườn, đây là chỉ tự làm luôn nha. Rất là nhiệt tình hiếu khách nha các bạn, cứ đến ủng hộ chỉ cây cỏ, chỉ sẽ tặng cho bánh ăn nha, tặng cho bánh. Chứ điều kiện đừng có sợ, béo phì ăn không ăn sạch ăn. Ô, trà ngon lắm các bạn ơi, trà này là trà, mà sao nó đậm đà hả chị? Mỗi năm mà hái một phê khô. Nhưng mà chỉ có trà trong này không? Không, toàn là rau măng của Rạc Lăng không? À bút, rau măng. Mà nó ra có màu đẹp ha. Wow, trà này là trà tự làm luôn nè các bạn. Mà Lan đừng có phơi nắng quá nha. Để sấy không? Không sấy, không có để đến nắng đi rách. Để khô tự nhiên thôi. Để trên veranda trong hà là có cái con mùa treo còn ven. À, có gió gì thôi, từng nó nắng quá nó. Mà trước khi ấy là chị phải rửa sạch không? Phải rửa sạch ha. Cắt dài, cái mô lấy dây một cột treo lên cả chùm gì đó. Cái này là rau mong là rau bạc hà à, người ta mình gọi là rau thơm á ha. Nhà nào mà trồng nhiều ăn không hết á thì để khô tự nhiên xong rồi mình làm trà uống ngon ghê, thơm ghê ha. Em tưởng có trà trong này chứ có màu đẹp. Năm nào mà cũng làm bao nhiêu hũ. Cái mô không có uống trà mạnh được. Đúng rồi. Ồ, cái gu nó đậm đà ngon hơn cái trà mong mà ở ngoài chợ bán nữa. Chị uống rau măng sạch đa với măng xịt khôn. Rồi đây. Lá hủ hoa. À. Mà phơi khô lá hủ hoa nhiều lắm. Mà uống nấu bằng nước lá hủ hoa uống mát lắm đó, uống lá hủ hoa tốt lắm. Giờ con có mấy bao nhưng đang đó. Rồi mời các bạn ăn bánh nha. Bánh này là bánh của chị Kim Anh tự làm luôn nè. Ngon luôn đó, vừa đảm đang, vừa trồng cây giỏi, vừa nấu ăn ngon. Không dám đâu, lục nghề rồi lúc đó. Rồi đây là sau khi kết thúc thu hoạch rau cỏ thì bây giờ hai chị em ngồi ăn bánh uống trà nha. Rồi mình cũng xin phép là kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Mình xin nhắc lại là chị Oanh đã có bán cây giống
mỗi tháng 4 đó, khoảng tầm tháng 4 mỗi năm, thì nếu mà các bạn cần những cây giống, ví dụ như ở đây hiện tại chị cũng còn đang có cây cây tầng dày lá này nè. Tầng dày lá này là của Việt Nam mình, là cái loại mà uống trị ho, trị cảm rồi đó, phải không? Rôm sảy rồi, cho con nít chua bỏ cho ngon lắm. Thì hiện tại chị đang có loại cây này bán với lại ớt. Những cây ớt có rất là nhiều trái rồi. Các bạn xem video từ đầu đến giờ thì các bạn nếu mà có nhu cầu mua ớt á, thì cứ liên hệ với chị nha. Mình thấy mua cây ớt về ăn vừa chân luôn, nó cũng rất là đẹp nữa. Rồi năm sau mà tháng 4 á, muốn trồng trọt gì đó thì tới liên lạc với chị để mua mấy cái cây giống ha. Chị bán giá rất là đẹp, rồi còn thêm tặng nhiều thứ nữa, cho nên là cứ ủng hộ. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành ủng hộ với kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Bye bye đi chị. Bye bye.